quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên còn thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong đào tạo nghề, nhà trường đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Những năm qua, nhà trường đã và đang đào tạo 7 chuyên ngành trình độ cao đẳng, 12 chuyên ngành trình độ trung cấp, 9 chuyên ngành đào tạo sơ cấp và 20 nghề đào tạo thường xuyên. Bên cạnh đó, nhà trường còn liên kết phối hợp với các trường đại học uy tín trong cả nước, tổ chức đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng việc nâng cao trình độ và chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức ở các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh, từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ đào tạo nghề của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Nhà trường đã chỉ đạo phòng đào tạo và các khoa chuyên môn bám sát vào mục tiêu của đề án để chuẩn bị nội dung, chương trình, giáo án và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu học nghề của người lao động. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ, nhà trường xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, nhà trường đã chỉ đạo các phòng đào tạo, các khoa chuyên môn bám vào mục tiêu của đề án là 4 biết, 4 có. Và với phương châm là đào tạo cho lao động nông thôn phải thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Chính vì vậy, các phòng đào tạo, các khoa chuyên môn đã chuẩn bị nội dung, chương trình, giáo án và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với người lao động ở nông thôn với phương châm là cầm tay chỉ việc. Chúng tôi xác định sau khi mà học xong các lớp này thì người học, học viên phải tự tạo được việc làm, có cơ hội tìm được việc làm và đặc biệt là tạo ra các sản phẩm ngay tại hộ gia đình của mình và để phát triển kinh tế hộ gia đình. Xác định xu hướng hiện nay là đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của người lao động và người tuyển dụng nhưng không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo uy tín, chất lượng trong đào tạo. Vì vậy, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã chú trọng đến việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Các thầy, cô giáo đều được chuẩn hóa và đều có kỹ năng sư phạm tốt, nhất là ở những ngành nghề trọng tâm của trường. Gắn việc học đi đôi với hành, nhà trường đã xây dựng khu thực nghiệm với quy mô trên 4 hectare. Khu thực nghiệm có đầy đủ các mô hình học cụ cho giáo viên, học sinh học tập thực hành như mô hình trồng nấm, mô hình chăn nuôi lợn gà, mô hình trồng rau củ quả an toàn. Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các địa phương, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho phòng đào tạo trực tiếp tham mưu, chuẩn bị đầy đủ về giáo viên, xây dựng chương trình giáo án giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu thực tế học nghề của người dân. Bên cạnh đó, phòng đào tạo nhà trường còn tổ chức phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tổ chức triển khai các mô hình, các lớp đào tạo nghề ngay tại các thôn bản. Trong đó tập trung hướng nội dung chương trình đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được lựa chọn học những nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình. Phòng tích cực tham mưu cho nhà trường trong việc biên soạn, hiệu chỉnh các chương trình đào tạo để sát với thực tiễn. Và phòng cũng luôn tích cực tham mưu cho nhà trường trong việc mở rộng các đối tác liên kết để đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương và các đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2017, thì nhà trường đã chuyển sang hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp. Và theo đó, thì nhà trường đã đào tạo ở các trình độ sơ cấp và buổi đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng.
thì phòng cũng đã hoàn thiện các cái thủ tục để nhà trường mở các lớp liên quan đến ở trình độ sơ cấp và bồi dưỡng. Thì trong một thời gian ngắn, nhưng nhà phòng cũng đã mở rất nhiều lớp với các cái đơn vị ở trong toàn tỉnh như là huyện Nậm Bồ, huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng và các đơn vị khác. Với việc sâu sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã phối hợp với 4 huyện thị trong tỉnh tổ chức được trên 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng số gần 600 học viên. Các chương trình đào tạo của nhà trường tập trung vào các nghề nông nghiệp như kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật trồng rừng sản xuất, v.v. Bên cạnh đó, nhà trường đã triển khai đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp như kỹ thuật xây dựng, gò hàn, sửa chữa xe máy. Cùng với đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên còn tập trung phát triển các mô hình đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế và kế hoạch đào tạo nghề của các địa phương. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện Điện Biên, một trong những huyện đông dân cư, nguồn lao động dồi dào nhất của tỉnh. Tuy nhiên, đại bộ phận người dân sống bằng nghề nông nghiệp, tỷ lệ người dân chưa qua đào tạo nghề còn chiếm khá cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi. Với mục tiêu đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, huyện Điện Biên đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng cơ sở đào tạo nghề, bố trí kinh phí cho các hoạt động của đề án. Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng tìm hiểu và ký hợp đồng phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các cơ sở đào tạo nghề có uy tín, chất lượng trong tỉnh. Thì căn cứ vào kế hoạch Ủy ban huyện và phòng tham mưu cho Ủy ban huyện để tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã trong năm 2018 này chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 19 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thì trong đó có trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã phối hợp liên kết để cùng với phòng lao động để đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Như hôm nay các đồng chí biết là tổ chức cái lớp học nghề lớp lấm bảo quản lấm ở xã Vô Thanh, thì qua bước đầu đánh giá thì các học viên cũng rất là tích cực tham gia để nắm bắt cái khoa học kỹ thuật để phát triển góp phần sau đấy giảm nghèo trên địa bàn xã như góp phần sau đấy giảm nghèo trên địa bàn huyện. Hiệu quả rõ nét nhất của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là việc người dân biết áp dụng những kiến thức đã được học vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh tế gia đình, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Nếu như trước đây, nhiều người dân xã Vô Thanh, huyện Điện Biên chủ yếu sống phụ thuộc duy nhất vào nghề trồng lúa, điều kiện kinh tế khó khăn, cái đói, cái nghèo cứ quanh quẩn, thì nay sau khi được chính quyền và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình đào tạo nghề, họ đã dần thay đổi nhận thức trong chọn nghề để làm ăn sinh sống. Chị Quảng Thị Chiến và chị em phụ nữ ở đội 7 Bản Tâu, xã Vô Thanh, huyện Điện Biên đã tham gia mô hình trồng nấm do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tổ chức được 3 tháng. Chỉ 3 tháng được các thầy cô giáo của nhà trường tận tình chỉ bảo, giờ đây chị Chiến cũng như nhiều chị em phụ nữ khác trong bản đã biết cách trồng nấm rơm, nấm sò. Giờ đây các chị không chỉ biết có trồng lúa mà còn biết trồng nấm, biết tạo ra thực phẩm để cung cấp thêm dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình. Và đặc biệt, từ mô hình trồng nấm đã tạo nên cho các chị những định hướng mới trong làm ăn, phát triển kinh tế gia đình trong tương lai. Các cô cũng chỉ dẫn là có hai cách trồng nấm, một là trồng nấm rơm này, hai là trồng nấm sò. Mà mùa này là không phải là mùa trồng nấm rơm, nhưng mà các cô vẫn dạy kiến thức cơ bản về trồng nấm rơm cho chị em để biết kiến thức về sau này đến mùa, ví dụ như mùa hè là mùa trồng rơm nơm chẳng hạn ấy, thì chị em có kiến thức được rồi là chị em sẽ tự làm. Và thứ hai là trồng nấm sò,
Hiện tại là lớp đã trồng được 210 năm bịch, hái được 7 cân đến 8 cân rồi ạ. Nếu mà tính ra một hộ gia đình nếu mà trồng được 200 trên 200 chẳng hạn thì có thể là vừa đủ ăn là vừa có thể bán ra ngoại thị trường. Dự định của tôi sau này là sẽ trồng nấm sò, bởi vì nấm sò nó dễ trồng hơn và trồng được quanh năm ạ. Đặc điểm của cái lớp học viên ở dưới huyện này ạ, thì đó là các cái bà con là có trình độ học vấn còn thấp, nhiều bà con còn chưa đọc thông viết thạo, thế nên là cái quá trình tiếp thu cũng như là giảng dạy của giáo viên gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì bà con còn rất là rụt rè, chưa chủ động tích cực trong cái quá trình hợp tác với giáo viên để thực hành các cái kỹ thuật mà giáo viên hướng dẫn. Tuy nhiên thì gặp những vấn đề đó thì giáo viên cũng có những cái biện pháp tích cực để hướng dẫn cho bà con làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất, hướng dẫn cho bà con có thể làm được cái mô hình tại nhà. Nghề trồng nấm rơm, nấm sò từ lâu đã phát triển mạnh tại những vùng nông thôn có diện tích đất nông nghiệp trồng lúa lớn trong cả nước. Vì nghề này tận dụng được nguồn phế phẩm phụ là rơm rạ sau khi thu hoạch lúa, lại tận dụng được công lao động nhàn rỗi để góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó, nghề trồng nấm không cần đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần người học chú ý nắm bắt các kỹ thuật cơ bản là có thể dễ dàng triển khai mô hình. Nắm được những đặc điểm này, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên tổ chức triển khai xây dựng mô hình đào tạo cho lao động tại các địa phương trong huyện. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng triển khai, đến nay nhà trường đã xây dựng được 3 mô hình trồng nấm ở 3 xã Hua Thanh, Núa Ngam và Sam Mướn, huyện Điện Biên, với trên 100 học viên tham gia. Từ các mô hình trồng nấm rơm, nấm sò đã giúp các học viên có thêm một nghề mới, không chỉ giúp bản thân mà còn giúp được gia đình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Đối với xã Núa Ngam thì năm 2018 được giao là xã về đích nông thôn mới nên các cấp các ngành đều quan tâm đầu tư về các mô hình dự án để nâng cao đời sống thu nhập cho bà con. Trong đó có nhiều mô hình dự án đã được triển khai trên địa bàn. Trong đó chúng tôi đánh giá rất cao là mô hình trồng nấm do các thầy trên trường Cao đẳng Kinh tế đã truyền tải cho bà con thì thực hiện mô hình trồng nấm tại bản Ten Núa. Và tới giờ phút này chúng tôi đánh giá là mô hình này khả thi. Chúng tôi thấy cần thiết cái mô hình này cần phải được nhân rộng. Vì lợi thế của xã nhà là xã thuần nông nên là sản xuất rơm rạ nên tận dụng được ngoài cho châu bò ăn và con tận dụng để làm nấm. Mà sau khi làm xong thì như các thầy hướng dẫn để tận dụng lại những chỗ rơm này để làm phân bón cho ruộng. Đấy là cũng làm giảm thiểu cái phân bón bà con sẽ đầu tư cho ruộng. Đấy là một mô hình là tác động kép cũng rất hay. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, thời gian tới, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trên định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch bổ sung thêm các danh mục ngành nghề đào tạo mới cho phù hợp. Cùng với đó, nội dung đào tạo sẽ được chú trọng vào những ngành nghề phổ biến gắn với nhu cầu của người học, từ đó tạo điều kiện để họ áp dụng kiến thức được học vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì chúng tôi sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong những cái lớp vừa qua để phát huy những thành tích mà nhà trường đã đạt được và tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề tới tận xã, bản trong tỉnh. Và qua công tác khảo sát đó để chúng ta xây dựng một cái chương trình đào tạo phù hợp với người lao động ở nông thôn. Và chúng tôi tiếp tục chuẩn bị về đội ngũ, về giảng viên, giáo viên, chuẩn bị các cái mô hình thực hành, thực tập để làm sao đáp ứng khi mà học viên mà học thì lý thuyết sẽ thực hành, thực tập một cách tốt nhất. Và nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện, các phòng lao động thương binh xã hội của các huyện cũng như là các lãnh đạo của tất cả 153 xã phường tại tỉnh Điện Biên để từ đó xây dựng và tổ chức các lớp học. Nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo những nghề đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, ví dụ như là chăn nuôi này, trồng trọt này, trồng nấm này, kỹ thuật xây dựng này và các cái nghề truyền thống. Thì nhà trường sẽ quan tâm chú trọng hơn những các nghề phi nông nghiệp như là nghề điện, nghề hàn,
hoặc là du lịch sinh thái. Với những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua, để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tập thể, cán bộ, giáo viên nhà trường đang cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên không chỉ là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mà còn là lá cờ đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.